Lan xin chào tới ngồi đứng quý vị khán thính giả của đài SET đến với chương trình Mỹ Lan Show. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Mỹ Lan rất là hân hạnh được đón tiếp thầy Đạo Nghiệp là trụ trì của chùa Viên Thành và nam ca sĩ Hồ Quốc Việt. Hai người đến đây trong chương trình hôm nay để chúng ta cùng biết đến một cái chương trình tiệc chay gây quỹ rất là đặc biệt trong vòng tháng 10 này. Con thân mến, kính chào thầy cũng như là chào Hồ Quốc Việt ạ. Trước tiên kính chào chị Mỹ Lan, anh Hồ Quốc Việt và tất cả quý vị khán thính giả tại Cali, Nam Cali và tất cả quý vị Phật tử trên nước Mỹ. Kính chúc quý vị có một ngày thân tâm thượng an lạc, vạn sự cát tường. Nam Mô A Di Đà Phật. Hồ Quốc Việt xin thân ái kính chào quý vị và kính chào khán thính giả của đài SET. Kính chào chị Mỹ Lan, kính chào thầy A Di Đà Phật. Thấm thoát mà cũng gần nhanh quá. Con nhớ rằng là mới đây thì con có một cái chương trình để mà mời thầy lên để chúng ta cùng giới thiệu một cái chương trình nói về Tết, phải không? Dạ. Nhưng mà vậy mà cũng đã là tháng 10 rồi và chúng ta nhanh lắm. Rồi lại Christmas, rồi Thanksgiving, Christmas lại sắp sửa tới nơi rồi. Nhưng mà lần này đây là mình có một cái chương trình đặc biệt hơn nữa. Thưa thầy, con nhớ là mới đây thì tụi con cũng được cái vinh dự là đến tham dự cái buổi khánh thành chùa Viên Thành. Mình đã được dời sang một cái địa điểm khác. Rồi bây giờ ngày hôm nay thì dĩ nhiên khi mà mình dọn sang như vậy thì rất là nhiều điều, rất là nhiều việc cần để mà có thể mình tu bổ thêm hoặc là mình trùng tu thêm. Nhưng mà trước hết thì thầy có nói sơ qua cho các vị đồng hương của chúng ta biết về ngôi chùa của mình ạ. Dạ, thì trước tiên chắc có lẽ quý vị cũng biết rằng ngôi chùa Viên Thành trước đây được nằm trong thành phố Garden Grove, trong một ngôi đường rất là nhỏ, một cái ngôi con đường rất là nhỏ và ngôi chùa cũng nhỏ nữa, rất là nhỏ luôn. Mọi người đi đến sinh hoạt trong chánh điện cũng khoảng 10 tới 15 người thôi. Thì trong vòng 4 năm đó, quý thầy và quý vị Phật tử ở nơi đó cố gắng để kiến lập, kiến tạo một ngôi chùa to hơn một tí thôi, chứ không có lớn lắm đâu. Thì nằm ở ngay đường Magnolia và góc đường Magnolia với Orange Woods tại thành phố Garden Grove ở Orange County. Dạ vâng, như vậy là qua 4 năm mà qua cái sự đóng góp rất là nhiều cũng như là nỗ lực của thầy để chúng ta có được một ngôi chùa lớn hơn, khang trang hơn để có thể đón tiếp các vị đồng hương Phật tử khắp nơi đến về chùa Viên Thành để nghe thầy thuyết pháp cũng như là sinh hoạt với các gia đình Phật tử. Còn Hồ Quốc Việt cũng vậy nè, chị thấy rằng là thấy em rất là theo gót chân thầy. Kỳ trước chị nhớ rằng là em có kể rằng là có một cái duyên cơ duyên đến với thầy rồi, phải không? Nhưng mà ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục theo đến chùa. Thì em trong suốt thời gian mà em đã đến với thầy thì cái điều gì mà còn giữ chân em là cho tới ngày hôm nay, tuy là chỉ biết là mình sống ở xứ Mỹ này mình rất là bận rộn. Dạ vâng, Hồ Quốc Việt xin kính thưa với quý vị chị Mỹ Lan, thưa thầy, cho tới giờ phút này thấm thoát mà về chùa Viên Thành sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của thầy cũng đã được gần 3 năm. Nếu mà tới Tết này là đúng 3 năm, tại vì Hồ Quốc Việt còn nhớ là khi về chùa là mùng 4 Tết. Thì sau này em mới nhớ là em mới nói là chắc là ba má em gửi em vô chùa tại vì ba em mất mùng 4. Mà thầy là người Quảng Trị cùng quê với ba em. Thành ra cũng mới cơ duyên là em đi về Quảng Trị lần đầu tiên trong đời, sau đó qua đây mới gặp thầy là vào ngày mùng 4 Tết. Thành ra sau này em cứ nói với bạn bè và những người thân em nói cái cơ duyên về chùa là do ba má, chắc là ba má mất rồi ba má xui khiến sao gửi em về chùa. Nhưng mà cũng thêm một cái nữa là tụng kinh tụng kệ đó thì là thầy tụng rất là hay. Em thì thích nhạc. Thành ra khi mà đối với em á, thì tụng kinh tụng kệ hồi nhỏ thì mình không có hiểu mấy. Nhưng mà sau này lớn lên khi bắt đầu hiểu thì mình cảm thấy cái đó là nó như một cái bộ môn nghệ thuật, văn hóa nghệ thuật của Việt Nam. Với lại khi mình xa xứ bên này thì mình cũng muốn duy trì những cái đó. Hồi xưa nghe cải lương thì không có muốn nghe, nghe tụng kinh thì không muốn. Nhưng mà sau này nghe tự nhiên sao nó vô mà luôn. Nó lại nhập vô trong người mình luôn nữa. Không phải đâu, tại vì nhờ có thầy nữa. Dạ đúng thầy rồi. Thầy thuyết pháp, dạ. Mà nghe nó thầy hát cũng hay nữa. Dạ thầy hát hay lắm chị. Dạ. Thì dĩ nhiên cái thầy mà hát hay rồi thì tụng, khi mà thầy tụng kinh niệm Phật cũng rất là hay. Dạ. Không, thực sự ra mình nói đây không phải là cái gì, tại vì nhiều khi cái ăn thua chị nghĩ là cái gì cũng vậy, ở đây mình cũng có nhiều chùa, dạ, đúng rồi. Cũng có nhiều thầy, nhiều hòa thượng, nhưng mà nhiều khi cái cách mỗi thầy khác nhau. Nhiều khi thầy có những cái cách để mà mình có thể mình để mà kéo giới trẻ về, đúng dạ, không thưa thầy? Có nói gì đúng không thưa thầy? Dạ, thì nó làm cho mới lạ đến như thế nào đó, để cho cái sự mà ngày hôm nay gần 3 năm trời mà Hồ Quốc Việt đi theo chân thầy cho tới bây giờ luôn. Nhưng mà thầy, em nghĩ sao về cái ngôi chùa của mình? Cái ngôi chùa mới thì rộng rãi hơn, cái diện tích cũng ngay cái corner lot.
nhưng mà rộng hơn cái chùa cũ, em có thể nói là gần cái diện tích đất thì khoảng chừng gần gấp đôi. Cái chánh điện của mình cũng rộng rãi hơn rất là nhiều. Mặc dù vậy, tại vì vẫn có một số cái structure ở bên trong á, thì mình cần phải tu sửa lại cho nó thoáng rộng hơn. Hiện tại thì nó vẫn có những cái mà nó hơi block cái tầm nhìn của mình đó. Nhưng mà hiện tại thì bởi vì khi mình dọn vào thì cũng gần vào cái dịp lễ Phật đản. Nên ra ý của thầy cũng muốn làm cho nó nhanh để cho kịp cái lễ Phật đản, rồi Phật tử có thể về sinh hoạt được liền hay lập tức. Rồi Vu Lan bây giờ là cái khoảng thời gian mà mình được nghỉ một chút xíu, thì mình ráng tu bổ đó, cho nó thì nhanh, mình ráng tu bổ đó là cái lý do tại sao mình có cái chương trình mà gây quỹ đó, để cho bắt đầu mình đón Tết đó. Thành ra thưa thầy, theo như con được biết rằng là thí dụ những ngôi chùa lớn, thường là mình thấy những ngôi chùa lớn ở đây là mình phải có kiến trúc rồi mình xây mới hoàn toàn. Nhưng mà thưa quý vị, nói là chùa chứ thật sự ra có những ngôi chùa mình rất là nhỏ, là những như là giống một căn nhà nó có sẵn rồi, giống như là mình mua một cái mảnh đất nó có căn nhà sẵn rồi mình chỉ tu sửa lại thôi. Thành ra nó rất là, như mới làm nó lúc đầu là rất là nhiều cái sự cần phải dựng mà kiến trúc trở lại để mà mình xây dựng trở lại. Thành ra là con cũng chúc mừng là mình đã có một cái ngôi chùa gọi là tạm thời khang trang hơn, rộng hơn, để mình tổ chức những cái chương trình học hoặc là kia nó cũng thoải mái hơn, phải không quý vị? Dạ vâng, dạ. Thì Phật tử về sinh hoạt thì mỗi tuần về vào ngày Chủ nhật. Thì những ngày tụng kinh ở trong chùa là thứ hai và thứ năm một buổi tối. Thì hiện tại cái chánh điện vẫn ngồi có thể ngồi được khoảng chừng 50 người, so với chánh điện cũ là chỉ khoảng chừng 15 hoặc là 20 khoảng thầy. Vậy là đáng chú. Dạ, thành ra nhiều khi vô ngồi một cái là không có chỗ. Hiện tại thì rộng hơn rất là nhiều chị. Dạ vâng, dạ. Như vậy là hàng tuần mình có những cái chương trình như thế nào để có thể đồng hương Phật tử có thể tới, hả thưa thầy? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, chùa Viên Thành quý thầy sinh hoạt chính là vào ngày trưa Chủ nhật hàng tuần. Và những buổi tụng kinh đó thì ở chùa quý thầy và quý vị Phật tử thường tụng kinh Pháp Hoa vào tối thứ hai và tối thứ năm, trừ những buổi như là rằm 30 mùng 1 thì chúng tôi có làm lễ sám hối. Và những cái kỳ để mà mình tụng kinh như lạy Lương Hoàng Sám kinh hoặc là tụng tất cả các kinh trong tuần chẳng hạn. Còn cái lịch mà chính thức thì thứ hai và thứ năm và Chủ nhật, thứ hai và thứ năm thì chúng tôi tụng kinh Pháp Hoa với đại chúng. Wow, thành ra kính thưa quý vị nào mà muốn đến tham quan chùa, muốn tham dự những cái buổi lễ mà thầy vừa nói thì quý vị có thể liên lạc với thầy đạo nghiệp qua cái số điện thoại của thầy là 714-422 đó thưa thầy. Dạ, 7639. 7422-7639 để biết được những cái chương trình để mà có thể đến tham quan chùa luôn. Trở lại cái ngôi chùa của chúng ta, thưa quý vị, đó là lý do mà chùa cũng rất là cần một nhiều cái sự giúp đỡ của đồng hương cũng như là Phật tử đến có thể mà trùng tu được ngôi chánh điện cho khang trang hơn. Mời quý vị hãy cùng đến với tiệc chay gây quỹ sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 27 tây tháng 10 năm 2019 tại nhà hàng Seafood World, tức nghĩa là nằm ở trên đường gốc đường Brookhead và trên đường McFadden và Brookhead nha quý vị. Và thành phần năm nay cũng rất là hùng hậu, theo như Mỹ Lan được thấy ở trên poster, quý vị thấy rằng là với sự góp mặt lần đầu tiên mà Mỹ Lan thấy rằng là với tiếng hát tuyệt vời của nam ca sĩ Trần Thái Hòa, phải không? Dạ vâng. Dạ. Vâng, Trần Thái Hòa. Ngoài ra còn có Thúy An, rồi Hồ Quốc Việt, rồi chị Ngọc Mai, rồi Minh Tâm. Và lâm nam nay đó thì con cũng rất hân hạnh. Con được thầy mời đến, được làm MC cùng điều khiển chương trình với MC Minh Nhật đến từ Seattle. Thành ra Minh Nhật cũng không có xa lạ gì với đồng hương chúng ta. Chắc là con xin phép được tạm ngưng một chút xíu. Sau một vài thông tin thương mại của đài thì vẫn mong quý vị tiếp tục trở lại. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị rõ hơn, chi tiết hơn về chương trình gây quỹ, tiệc chay gây quỹ để mà trùng tu ngôi chánh điện chùa Viên Thành.
vị đã trở lại với chương trình Mỹ Lan Show với sự hiện diện của thầy Đào Nghiệp, trụ trì chùa Viên Thành và nam ca sĩ Hồ Quốc Việt, để chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu đến quý vị và thân mời quý vị hãy cùng đến dự tiệc chay gây quỹ để trùng tu ngôi chánh điện của chùa Viên Thành sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 27 tây tháng 10 năm 2019 tại nhà hàng Seafood World, tọa lạc trên đường Brooklyn gốc đường McFadden. Thưa quý vị, thành phần nghệ sĩ năm nay cũng rất là hùng hậu với sự hiện diện của nam ca sĩ Trần Thái Hoa, nữ ca sĩ Thúy An, rồi ca sĩ Hồ Quốc Việt, chị Ngọc Mai cũng như là Minh Tâm, và đặc biệt lần này sẽ có Minh Nhật cũng cùng với Mỹ Lan điều khiển chương trình, và Minh Nhật đến từ Seattle và cho chúng ta một chương trình thật là hay, một cái buổi tiệc cơm chay thật là ngon miệng, và đặc biệt năm nay cũng về phần âm thanh để mà tạo thêm một phần âm thanh thật là hay để quý vị có thể thưởng thức những tiếng hát thật là tuyệt vời, thì thầy đã mời đến anh Việt Anh, là một người về kỹ thuật về âm thanh cũng rất là hay, và về phần ban nhạc thì có ban nhạc của Quốc Võ, và chúng ta nói sâu về chương trình Quốc Vũ. Thưa thầy, năm nay mà đây là lần đầu tiên mà thầy tổ chức tiệc chay gây quỹ á, thưa thầy. Thực sự thầy mấy lần trước có rồi, có một hai lần rồi. Dạ. Dạ, nhưng mà năm này thì chúng tôi và quý vị Phật tử đó nhất tâm cầu nguyện và làm một buổi tiệc chay, một buổi cơm chay, mời tất cả quý vị Phật tử đồng hương ngay tại Orange County của mình đi đến để góp lời cầu nguyện và dùng những thức ăn chay, và sau đó là phát tâm ủng hộ cúng dường để cho chúng tôi có được những chút ít tiền tài và để sửa sang lại, như là làm landscaping hoặc là sửa sang lại chánh điện và cái mái ngói và cái hàng rào cover của ngôi chùa. Hiện tại thì ngôi chùa chưa có cái hàng rào, và sân thì phía trước là những cái lot size toàn là đất, cho nên chúng tôi muốn có một số tiền tài để làm lót gạch để cho có một cái khoảng không gian để cho quý vị Phật tử, gia đình Phật tử, quý vị Phật tử đi đến để có một cái không gian sinh hoạt cho sạch sẽ hơn. Hình như con thấy rằng là thầy cũng đang chuẩn bị để mà mình trong cái mùa Tết năm nay, con được biết là Tết năm nay mình cũng vào trong tháng 1. Cuối tháng 1. Thành ra là bây giờ thầy đang muốn làm sao mình trùng tu lại để mà thầy, lúc nãy con nghe thầy nói sơ sơ là đang chuẩn bị cho một cái chương trình Tết và đặc biệt lắm với công việc. Dạ, chương trình Tết thì lúc nào cũng có những cái như là bánh tét. Năm ngoái thì mình có bánh tét, mình nấu bánh tét. Nhưng mà năm nay cái không gian nó rộng hơn, thành ra thầy có nhiều cái plan mới hơn. Thầy sẽ làm về thư pháp, thì sẽ có hoa, có hoa nữa, có cái giống như có một cái chậu hoa. Chậu hoa nho nhỏ. Dạ vâng, dạ. Năm ngoái thì bên chỗ cũ em không biết là chị có em không nhớ, không rõ là chị có nhớ hay không, mình có một cái nhà lá, chị nhớ không? Có cái nhà lá rồi có một vài chỗ để trồng sen, thì năm nay hy vọng với cái sự cố gắng của thầy và việc tổ chức cái tiệc gây quỹ này thì hy vọng sẽ có một số tịnh tài để làm một cái Zen Garden. Thì thầy cũng đã xin phép rồi, thì cái plan cũng đã có, tạm thời cũng đã có, thì mình sẽ làm, thầy sẽ đặt tượng đặt vào trong đó, sẽ tạo thành cái không gian để cho mọi người có thể sử dụng khi mà đến chùa sinh hoạt, và đặc biệt là nhân dịp Tết thì sẽ có cái không gian để thầy trang trí và Phật tử đến để mình có thể vui chơi trong 3 ngày Tết. Thầy ra con thấy là thầy muốn làm một cái không gian nho nhỏ như một cái hội chợ nho nhỏ. Dạ, vâng. Chúng ta có thể đi chợ hoa nè, chúng ta mua sắm hoa, rồi chợ tế, rồi cũng như là nghe thầy thư pháp. Thầy sẽ viết thư pháp, thầy viết rất là đẹp. Dạ, thầy vẽ thư pháp nè, rồi hầu như là để có nơi sinh hoạt mà mình đang có một cái gia đình như vậy, để mà tại vì thực sự quý vị biết rằng là khi làm một cái landscape scene như vậy nó rất là tốn nhiều tiền. Thành ra là mời quý vị nào mà có thời gian xin mời đến vào ngày Chủ nhật 27 tháng 10 để thứ nhất chúng ta dự ăn một buổi tiệc chay và để gặp gỡ các thầy, cũng được biết rằng là thầy cũng mời các thầy của các chùa đến để mà cùng họp mặt với nhau, và cũng là đồng hương Phật tử họp mặt với nhau, chúng ta cùng chia sẻ và cũng để mà đóng góp một phần tịnh tài cho ngôi chùa Viên Thành. Còn quý vị nào mà đi không được thì quý vị cũng có thể liên lạc với thầy Đạo Nghiệp với số điện thoại là 714-422-7639 thì để có thể góp một viên gạch, một cái việc có thể đóng góp theo cái khả năng của mình, như là một cái điều gì đó cho cái ngôi chùa mới, không phải không thưa thầy? Còn chương trình năm nay thì sao? Cái chương trình mà Mỹ Lan thấy là năm nay ca sĩ của mình là rất là tuyệt vời, còn ngoài đó có một cái chương trình gì khác nữa không? Trong cái buổi của mình thưa thầy. Chương trình của mình thì có những bức thư pháp của thầy
những bức thư pháp của thầy viết, viết rồi sau đó cho mọi người thỉnh. Mình trực tiếp về. Dạ, chỉ có 10 bức only thôi. Chỉ có 10 bức đạo nghiệp, chỉ viết 10 bức thư pháp rồi để cho mọi người thưởng thức, và những ai muốn thì thỉnh những bức tranh đó đi về. Và số tiền tài đó sẽ góp vào ngôi chùa mình sửa sang lại. Thật ra quý vị nào mà đã từng đến chùa Viên Thành thấy những cái thư pháp của thầy rất là đẹp thì quý vị hãy đến tham dự cái buổi tiệc chay này. Thứ nhất chúng ta nghe thầy nói chuyện, xong rồi chúng ta có thể thưởng thức 10 cái bức thư pháp của thầy rồi mình tỉnh đem về, rồi mình coi như đóng góp một phần tịnh tài để mà mình chung tay để mà trùng tu ngôi chánh điện, ngôi chùa Viên Thành của chúng ta. Đúng không thưa thầy? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Nhưng mà còn về cái chương trình năm nay mà con thấy là năm nay thầy mời những ca sĩ có tên tuổi nè, rồi anh Việt Anh, trời ơi, đó phải là những người đó cũng là họ cũng đến bằng cái tấm lòng hay sao thưa thầy? Dạ, thực sự thầy cũng có chia sẻ thì các anh ca sĩ và những âm thanh như Việt Anh và Quốc Vũ thì mấy anh đó cũng có tình tài, nhưng mà như là phát tâm cũng dừng lại cho thầy để thầy sửa sang lại ngôi chánh điện. Thật ra con thấy cái chương trình văn nghệ rất là đặc biệt năm nay, với những tiếng hát cũng rất là hay. Hầu quý vị là chị nghe hát rồi nè, cũng rất là hay. Rồi cái anh Minh Tâm hát cũng hay, chị Mai nữa. Hầu như là Thúy An, hầu như là những ca sĩ quen thuộc ở trong cộng đồng của chúng ta. Vâng, một lần nữa quý vị nào mà ngày Chủ nhật 27 tháng 10 thì xin mời quý vị hãy cùng đến với thầy Đạo Nghiệp, cùng đến để mà dự tiệc chay gây quỹ để mà trùng tu ngôi chánh điện của chùa Viên Thành vừa mới khánh thành xong thôi, nhưng mà cần, rất là cần được cái sự quan tâm và góp một bàn tay của quý vị để mà trùng tu ngôi chùa có vẻ như là khang trang hơn, phải không thưa thầy? Dạ vâng. Nhân tiện ở đây thầy với tất cả quý vị Phật tử chùa Viên Thành kính mời tất cả quý vị đồng hương Phật tử tại Orange County của mình ở nơi đây ghé đến chùa Viên Thành, nằm ngay location rất là dễ, đó là đường Magnolia. Quý vị chạy thẳng từ Bonsa chạy về Magnolia, gặp đường Orange Goose, quẹo phải thì chùa nằm bên tay phải, nằm ngay góc corner lot. Mà con thấy giá vé chỉ có 35 Mỹ Kim thôi, kính thưa quý vị. Chỉ có 35 Mỹ Kim, chúng ta có luôn ẩm thực lên tàu dự tiệc chay, rồi chúng ta thưởng thức một chương trình văn nghệ thật là đặc sắc, và chúng ta sẽ thưởng thức những cái bức thư pháp của thầy. Rồi quý vị thích, quý vị thỉnh về, quý vị donation để mà giúp cho trùng tu ngôi chùa. Thật là một, con thấy giá vé chỉ có 35 đồng, thì mọi chi tiết quý vị liên lạc với chùa thì với số điện thoại là 714-422-7639 để mà đặt bàn sớm. Tại vì tại vì con thấy là cái nhà hàng Sư Phú Vô cũng đâu có bao nhiêu chỗ ngồi đâu, cũng có vài trăm chỗ ngồi thôi, không thưa thầy? Mười mấy bàn phải không? Dạ, khoảng 50 bàn tất cả. Dạ vâng, thành ra quý vị gọi sớm để chúng ta có thể đặt bàn tốt hơn. Thành ra mọi chi tiết một lần nữa quý vị liên lạc với chùa Viên Thành với số điện thoại là 714-422-7639, 422-7639 để lấy vé liền nha, đặt bàn liền. Hoặc là quý vị nào mà muốn cho cha mẹ mình đi thì cũng nên lấy vé sớm để kiếm chỗ tốt cho các bác, các lớn tuổi ngồi nữa. Năm nay là chúng mình có tiếng hát Trần Thái Hòa cũng hay lắm, cũng đâu có xa lại gì với đạo đồng hương của chúng ta. Và đứng nhập cái đặc biệt, cái mục đích chính là thầy tuy là một cái buổi tiệc chay gây quỹ, nhưng mà thầy đã chọn lọc một cái chương trình văn nghệ thật là đặc sắc, với phần âm thanh với anh Việt Anh, phần ban nhạc với anh Quốc Vũ, rồi cường từ MC đến từ Sierra là rất là tuyệt vời, cùng với tiếng hát của chúng ta. Mà anh Hồ Quốc Việt nè, chị nghe chị trước có một cái CD nói về nhạc cũng rất là hay, phải không ạ? Thôi thì chúng ta đã không còn thời gian nữa, thì chắc là con cảm ơn thầy, cảm ơn Quốc Việt rất là nhiều để đến với chương trình của con, để gửi đến khán thính giả một cái chương trình đặc biệt như thế này ạ. Con mời thầy gửi lời chào. Dạ, kính chào và tất cả quý vị xem đài SET, kính chúc quý vị có được một ngày thật là an lành và an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồ Quốc Việt xin kính chào quý vị. Hy vọng sẽ gặp đông đảo quý vị tại buổi tiệc chay tại nhà hàng Seafood World lúc 5 giờ chiều. Và một lần nữa thì cái địa chỉ số phone để liên lạc về giá vé, về order vé thì sẽ là 714-422-7639. Liên lạc trực tiếp với thầy Đạo Nghiệp, thầy trụ trì của chùa Viên Thành. Xin kính chào quý vị, A Di Đà Phật. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình Mỹ Lan Show ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Chúc quý vị một ngày vui vẻ, an lành. Xin kính chào, tạm biệt.